Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Những bệnh nhân nhiễm COVID-19 cuối cùng tại Việt Nam đều đã cho kết quả xét nghiệm âm tính với chủng virus mới corona và được xuất viện. Các địa phương Vĩnh Phúc, Lào Cai, Bắc Ninh làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân khu vực cách ly. Xử phạt nhiều trường hợp tung tin giả mạo liên quan tới dịch COVID-19 trên mạng xã hội. Thưa quý vị và các bạn, mới đây Bộ Quốc phòng đã tổ chức hội nghị trực tuyến rút kinh nghiệm công tác phòng chống dịch và triển khai nhiệm vụ cấp bách phòng chống dịch bệnh COVID-19. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dự hội nghị. Theo báo cáo tại hội nghị, tính đến ngày 17 tháng 2 đã có 2.292 công dân được cách ly tại 14 điểm của quân đội. Tổ chức bảo đảm cho công dân được cách ly, ăn ngủ, sinh hoạt, chăm sóc sức khỏe, trong đó theo dõi thân nhiệt ngày 2 lần. Đến nay chưa có trường hợp nào sốt hoặc triệu chứng nghi ngờ mắc COVID-19, không ghi nhận trường hợp nào mắc bệnh COVID-19 trong quân đội. Toàn quân cũng đã thành lập kiện toàn 7 bệnh viện dã chiến, chuyển nhiễm, 14 tổ khoa tăng cường của các bệnh viện quân y, chuẩn bị 1.500 giường sẵn sàng tiếp nhận cách ly điều trị bệnh nhân mắc bệnh. Riêng lực lượng biên phòng phối hợp với lực lượng chức năng chính quyền địa phương triển khai hơn 341 tổ chốt chặn trên 7 tỉnh dọc tuyến biên giới Việt Nam Trung Quốc, tăng cường tuần tra kiểm soát chốt chặn, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép qua đường mòn lối mở, kiểm soát chặt chẽ tại cửa khẩu không để công dân Trung Quốc đang bị sốt nghi ngờ mắc bệnh nhập cảnh, đưa công dân Việt Nam về các địa điểm cách ly để theo dõi. Thì chúng ta phải tiếp tục củng cố lực lượng, tập huấn toàn ngành y, tiếp tục toàn quân. Và nhất là phải mua và phải dự phòng một số trang thiết bị. Thứ hai là toàn bộ hệ thống doanh trại hay là các trung tâm cách ly của quân đội. Chúng ta tiếp tục như đồng chí quân khu 1 đã nói, chúng ta rà soát lại và chúng ta tiếp tục củng cố và sẵn sàng. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Bộ Quốc phòng sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch, phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương, tiếp tục tổ chức cách ly triệt để công dân trở về từ vùng dịch, có phương án tạo nguồn, đảm bảo cung cấp vật tư trang bị hóa chất phòng chống dịch đang khan hiếm trên thị trường. Các phân đội quân y cơ động tổ chức rà soát củng cố lực lượng phương tiện, huấn luyện bổ sung sẵn sàng triển khai đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch theo từng cấp độ bệnh, đẩy mạnh việc nghiên cứu về mầm bệnh, các biện pháp điều trị và phòng chống dịch bệnh COVID-19. Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, mới đây đoàn công tác của Cục Dân vận Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã tới Lào Cai nhằm nắm tình hình công tác tiếp nhận các công dân Việt Nam từ Trung Quốc và các quốc gia khác có dịch COVID-19 trở về Việt Nam. Tại buổi làm việc, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã báo cáo tóm tắt với đoàn về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai của cấp ủy đảng, chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp trong phòng chống dịch. Tình hình công dân từ Trung Quốc và các quốc gia khác có dịch trở về Việt Nam, công tác tham mưu đề xuất với cấp ủy chính quyền địa phương, việc phối hợp tuyên truyền vận động cán bộ chiến sĩ và nhân dân trong phòng chống dịch COVID-19. Các đơn vị đã tổ chức phun thuốc khử trùng 2 lần trong một tuần, kiểm tra đo thân nhiệt cho cán bộ chiến sĩ. Các quân nhân ra ngoài doanh trại đều phải đeo khẩu trang, rửa tay bằng dung dịch. Người dân vào doanh trại đều được kiểm tra thân nhiệt, sát khuẩn bằng dung dịch. Đồng thời, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chỉ đạo Trường Quân sự tỉnh tổ chức tiếp nhận cách ly công dân từ Trung Quốc và các quốc gia khác có dịch COVID-19 trở về Việt Nam. Cho đến nay đã tiếp nhận được 534 công dân. Đặc biệt trong 2 ngày 16 và 17 tháng 2 đã có 84 công dân qua 14 ngày theo dõi và cách ly đã được trở về với gia đình. Đoàn công tác Cục Dân vận, Tổng cục Chính trị đánh giá cao kết quả phòng chống dịch và tiếp nhận công dân từ Trung Quốc và các quốc gia khác có dịch COVID-19 trở về Việt Nam. Đặc biệt đã làm tốt công tác tuyên truyền cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân nhận thức rõ tính chất nguy hiểm, tác hại nghiêm trọng của dịch bệnh. Đoàn yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục chỉ đạo làm tốt công tác phòng chống dịch, coi chống dịch như chống giặc, hạn chế thấp nhất dịch bệnh lây lan trong cộng đồng. Trong mấy ngày vừa qua, Việt Nam đón nhận liên tiếp hai tin mừng khi có thêm 4 bệnh nhân nhiễm COVID-19 đã được chữa khỏi hoàn toàn và xuất viện. Trong đó, ngày 18 tháng 2, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương đã công bố 2 trường hợp nhiễm COVID-19 được điều trị tại đây đã chính thức khỏi bệnh. Như vậy là 5 trường hợp dương tính được điều trị tại bệnh viện này đã khỏi hoàn toàn. Sau 2 lần xét nghiệm âm tính với COVID-19, cả hai bệnh nhân này đều vô cùng hạnh phúc khi biết mình đã khỏi hoàn toàn và không còn mầm bệnh. Trong quá trình mắc bệnh này thì thực sự là em cảm thấy trong cơ thể em chỉ như là cảm cúm bình thường ạ, về thi thoảng cũng em cũng bị hay bị cảm cúm. Em hôm nay được ra viện thì em cảm thấy rất vui ạ, và cuối cùng mình cũng đã khỏi bệnh ạ.
Hai ca bệnh trên có một bệnh nhân nam nằm trong nhóm 8 công nhân tập huấn trở về từ Vũ Hán, Trung Quốc và một bệnh nhân nữ bị lây nhiễm do trước đó đã tiếp xúc với người nhiễm COVID-19. Cả hai bệnh nhân đều có biểu hiện sốt cao, đau rát họng, ho, đau mỏi người. Sau hơn 10 ngày, hai bệnh nhân đã hết các triệu chứng trên và âm tính với virus sau hai lần xét nghiệm. Chúng ta trong giai đoạn này, chúng ta những bệnh nhân hiện nay đang ở Việt Nam thì chúng ta cũng đã khống chế được và cũng đã điều trị được có hiệu quả ở tuyến huyện và chúng ta có thể điều trị được một cách rất là tốt. Những bệnh nhân nặng hơn thì có thể đưa lên trên đây chúng tôi điều trị. Các chuyên gia cho biết điều này cho thấy phác đồ điều trị bệnh COVID-19 của Việt Nam cho kết quả tốt. Vì vậy vẫn sẽ tiếp tục phân tuyến điều trị trong trường hợp phát hiện thêm các ca dương tính mới. Đối với những bệnh nhân có triệu chứng không nặng, chúng tôi muốn dùng từ là không nặng, chưa diễn biến nặng thì giữ ở tuyến tỉnh điều trị. Thế và chúng ta thấy là Thanh Hóa đã giữ bệnh nhân điều trị ở bệnh viện khoa bệnh nhiệt đới, đã điều trị khỏi ra viện. Thế và tuyến tỉnh nữa là bệnh viện nhiệt đới của Khánh Hòa cũng đã điều trị khỏi ra viện. Chứ chúng ta cũng không tập trung về các cái trung tâm. Đến nay, Việt Nam ghi nhận 16 ca dương tính COVID-19, đã chữa khỏi 13, còn 3 ca đang điều trị cách ly. 3 ca này gồm một bé 3 tháng tuổi, một bệnh nhân nam ở Vĩnh Phúc, một Việt kiều Mỹ đang điều trị ở thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, công tác khoanh vùng phát hiện và cách ly các trường hợp nghi nhiễm vẫn được tiến hành chặt chẽ để tránh lây nhiễm ra cộng đồng. Vào chiều ngày 18 tháng 2, hai bệnh nhân dương tính với COVID-19 được điều trị tại phòng khám đa khoa khu vực Quang Hà, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc đã chính thức được công bố khỏi bệnh. Hiện nay, sức khỏe của hai bệnh nhân ổn định, không còn các triệu chứng nhiễm virus. Hai bệnh nhân đã được tiến hành xét nghiệm 3 lần, trong đó 2 lần sau đều cho kết quả âm tính, đủ điều kiện xuất viện. Sau khi chính thức khỏi bệnh, các bệnh nhân sẽ tiếp tục được theo dõi và chuyển sang giai đoạn chăm sóc phục hồi sức khỏe tại phòng khám đa khoa khu vực Quang Hà trong thời gian 7 ngày. Hiện tại, phòng khám đa khoa Quang Hà còn đang điều trị cho 3 bệnh nhân dương tính với COVID-19 và thực hiện theo dõi cách ly với 44 trường hợp nghi ngờ khác. Thưa quý vị và các bạn, vậy là tính tới ngày 20 tháng 2, 16 ca từng nhiễm COVID-19 đều đã cho kết quả âm tính. Trong ngày 20 tháng 2, hai bệnh nhân ở Vĩnh Phúc cũng đã được xuất viện. Còn bệnh nhân tại thành phố Hồ Chí Minh đã khỏi bệnh và dự kiến sẽ được xuất viện vào ngày 21 tháng 2. Đây là những kết quả thực sự đáng tự hào của Việt Nam nói chung, ngành y tế nói riêng trong việc chiến đấu và chiến thắng COVID-19 tại Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, người nhiễm COVID-19 tại Việt Nam hiện tại không có, nhưng công tác vệ sinh phòng chống dịch bệnh vẫn được các đơn vị, tổ chức, cá nhân hết sức chú trọng. Mới đây, Trường Đại học Dược Hà Nội đã tổ chức tặng miễn phí hơn 1.000 lít dung dịch nước rửa tay khô cho các bệnh viện và một số đơn vị hành chính sự nghiệp tại Hà Nội. Đây là sản phẩm do chính các sinh viên và giảng viên của trường tự tay sản xuất. Trước tình trạng khan hiếm nước rửa tay phòng dịch do virus corona mới gây ra, Trường Đại học Dược Hà Nội đã có kế hoạch tự sản xuất nước rửa tay sát khuẩn theo hướng dẫn của WHO. Ngay khi có đủ nguồn nguyên liệu, các giảng viên và sinh viên của nhà trường đã tổ chức cùng nhau điều chế dung dịch để gửi tặng đến các bệnh viện lớn của Hà Nội như Bệnh viện Bạch Mai, Sanh Pôn, Hữu Nghị và một số đơn vị hành chính trên địa bàn với số lượng ban đầu là hơn 1.000 lít. Trong thời gian tới, Trường Đại học Dược Hà Nội sẽ tiếp tục điều chế thêm số lượng lớn dung dịch và gửi tặng các bệnh viện có nhu cầu cũng như gửi tặng lực lượng y tế tại vùng dịch Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc để góp phần hạn chế sự lây lan của dịch bệnh COVID-19. Để phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, từ ngày 1 tháng 2, tất cả người nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh phải thực hiện quy trình cách ly và tham gia quá trình theo dõi sức khỏe trong vòng 14 ngày. Điều kiện cơ sở vật chất tại các khu vực cách ly này đang được thành phố Móng Cái và các đơn vị chức năng thực hiện chu đáo, đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh và điều kiện sinh hoạt của người dân được cách ly. Khu cách ly tập trung tại công ty Central Way hiện có 156 công dân Việt Nam nhập cảnh từ Trung Quốc về qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái. Để tạo điều kiện tốt nhất cho công dân tại nơi cách ly, ngoài việc trang sắm các đồ dùng sinh hoạt thiết yếu, thành phố Móng Cái cũng bố trí đội ngũ y bác sĩ và lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra sức khỏe, phục vụ ăn uống cho công dân và bảo vệ toàn bộ khu cách ly. Việc cách ly được thực hiện theo đúng hướng dẫn của ngành y tế, đảm bảo phân loại theo từng nhóm và thời gian cách ly để tránh lây nhiễm chéo. Qua kiểm tra y tế hàng ngày, tất cả công dân tại khu cách ly đều không bị ho, sốt và đều có sức khỏe tốt. Thành phố Móng Cái đang tiếp tục bổ sung các phòng cách ly mới tại công ty Central Way
để phục vụ cách ly công dân nhập cảnh về nước trong thời gian tới. Sẽ có tiếp tục có những công dân của Việt Nam nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái. Về bản Móng Cái thì chúng tôi hiện nay cũng đang chuẩn bị các cơ sở vật chất như sửa chữa các cái nhà của công ty Sunway, lắp bình nóng lạnh, rồi chuẩn bị đệm chăn cũng như là sửa chữa các công trình vệ sinh để chuẩn bị cái điều kiện để phục vụ cho những người nhập cảnh cách ly qua cửa khẩu trong thời gian 14 ngày. Cùng với làm tốt việc cách ly tập trung đối với công dân Việt Nam nhập cảnh về từ Trung Quốc, thành phố Móng Cái đã tổng kiểm tra, khám sức khỏe, sàng lọc dịch bệnh, lập hồ sơ điện tử theo dõi sức khỏe cho người dân trên địa bàn. Đồng thời, phun thuốc khử trùng tại các cơ quan đơn vị, nơi công cộng và đo thân nhiệt tất cả người dân ra vào thành phố. Xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Các bác sĩ khoa chấn thương của Bệnh viện Đa khoa Hưng Yên vừa phẫu thuật thành công ca thay khớp vai cho cụ bà 85 tuổi. Cụ Trần Thị Duyên, 85 tuổi ở Phú Thịnh, huyện Kim Động, đã có thể tự ngồi dậy khỏe mạnh sau 6 ngày phẫu thuật thay khớp vai. Điều đáng nói là cách đây 3 năm, cụ cũng đã từng thay khớp háng tại khoa chấn thương và giờ thì đi lại khỏe mạnh. Các bác ấy làm được và làm tốt, nhiệt tình, không đau lớn thì không làm sao đấy. Kỹ thuật thay khớp nhân tạo đã được các bác sĩ của khoa thực hiện từ năm 2006, giai đoạn đầu có sự hỗ trợ của Bệnh viện Việt Đức theo đề án 1816. Chi phí cho mỗi ca phẫu thuật khoảng 80 triệu, bảo hiểm chi trả 60 triệu cho những bệnh nhân có bảo hiểm 100%. Đây là kỹ thuật giúp cho người bệnh hồi phục nhanh nhất, ít đau đớn và hiệu quả lâu dài. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù ngay trên đầu đập liếp thuộc tổ dân phố số 2 phường Sông Công, thành phố Thái Nguyên có cắm biển cấm vứt xác động vật chết xuống đập và nơi công cộng, phát hiện xử phạt từ 2 đến 5 triệu đồng. Nhưng nhiều ngày nay tại khu vực chân đập này xuất hiện nhiều bao tải dứa bên trong chứa xác gà chết thối gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Hiện nay, việc bày bán tràn lan hàng giả, hàng nhái các thương hiệu uy tín và nổi tiếng trên thế giới, thậm chí cả hàng Việt Nam chất lượng cao, đang diễn ra phổ biến và ngày càng phức tạp. Thực tế đó đang diễn ra ở công khai một số chợ lớn và trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh, nhưng lại không bị các cơ quan chức năng kiểm tra, ngăn chặn và xử lý. Tại chợ Phố Hiến, phường Lê Lợi, thành phố Hưng Yên, không khó để tìm mua những sản phẩm giày dép, quần áo giả mạo các thương hiệu nổi tiếng như Chanel, Gucci, Dior, Nike, Adidas, v.v. Nhưng không có nhãn mác chứng minh xuất xứ hoặc đi kèm nhãn mác của các công ty, không có dấu hiệu liên quan đến các thương hiệu của các hãng nổi tiếng. Khi được hỏi về xuất xứ hàng hóa, các tiểu thương đều né tránh. Một số tiểu thương chỉ cười trừ và cho biết ở đây làm gì có hàng hiệu thật, chủ yếu là hàng tàu cao cấp. Đây là Adidas, chị đây là Adidas. Cái hàng này của nó chỉ là hàng tàu thôi ạ. Hàng này thì mới có 250 thôi, còn cái hàng đắt hơn. Tưởng Adidas này. Adidas nhưng mà hàng này nó chỉ là hàng tàu, nó làm lại thôi. Chanel à? Vâng, đẹp luôn đấy. Chanel. Vâng. Hàng này hàng của nước nào nhỉ? Hàng tàu xịn. Dạ? Hàng tàu xịn. Hàng gì? Tàu. Tại chợ gạo, phường An Tảo, thành phố Hưng Yên, trong vai trò người mua hàng, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng trước sự đa dạng của các sản phẩm được bày bán trên các sạp hàng hóa. Tuy nhiên, chẳng cần là người tinh ý, bất kỳ ai cũng có thể phát hiện tại đây bày bán tràn lan hàng giả, hàng nhái. Nhưng đúng ra là nếu mình cứ mặc cái hàng tàu như thế này là 150 là mình mặc thoải mái, đẹp, chất luôn. Không chỉ tại các chợ lớn ở thành phố Hưng Yên mà ở các chợ đầu mối, phố Trần Cao, thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cử, chúng ta cũng dễ dàng bắt gặp những sạp hàng bán giày dép quần áo với đủ các thể loại sản phẩm được gắn mác hàng hiệu nhưng giá chỉ vài chục nghìn đồng đến vài trăm nghìn đồng. Các sản phẩm nước hoa, mỹ phẩm, dầu gội đầu cũng rất đa dạng, không nhãn mác xuất xứ, được bày bán công khai. Nhưng mà đây là sản phẩm gì đấy? Cái này là bảo dầu gội. Dầu gội à? Dầu gội thì cũng như này ai biết được là dầu gội. Nó chỉ có chữ sambo là dầu gội, còn một loại chữ này là dầu xả thôi. Nhưng mà không có hướng dẫn tiếng Việt thì làm sao người tiêu dùng người ta biết được. Cái này thì em không rõ được tại vì em không bán chuyên về cái này lắm. Thực trạng hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ trong các chợ đang diễn biến rất phức tạp. Trong khi đó, năm 2019, lực lượng quản lý thị trường tỉnh chưa tổ chức kiểm tra hay xử lý bất kỳ vụ vi phạm nào trong các chợ trên địa bàn tỉnh. Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là quá trình kiểm soát hàng hóa vẫn còn lỏng lẻo, các đơn vị chức năng
chưa phối hợp chặt chẽ. Thêm vào đó, có những nguyên nhân khách quan dẫn đến việc thực thi công vụ của một số đơn vị chức năng gặp khó khăn nhất định. Chính vì vậy, dẫn đến câu chuyện hàng giả, hàng nhái, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ bán tràn lan trong các chợ nhưng không rõ trách nhiệm thuộc về ai. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù đã có nhiều trường hợp thông tin sai về dịch COVID-19 bị xử phạt và được các ngành chức năng tuyên truyền cảnh báo trong thời gian vừa qua, nhưng mới đây tại tỉnh Phú Thọ, đối tượng Trần Quang Hòa, sinh năm 1987, vẫn dùng tài khoản Facebook chia sẻ vào các hội nhóm với nội dung không chính xác. Mọi người chú ý nhé, Việt Trì đã có corona rồi. Đồng thời, đăng tải kèm theo ảnh chụp văn bản báo cáo nhanh của Sở Y tế Phú Thọ về một trường hợp nghi nhiễm COVID-19. Trường hợp này sau đó được xác định âm tính với COVID-19. Đối tượng Trần Quang Hòa bị xử phạt hành chính 10 triệu đồng và buộc phải gỡ bỏ hoàn toàn thông tin sai sự thật. Như vậy, chỉ trong thời gian ngắn đã có 4 trường hợp bị cơ quan chức năng của tỉnh Phú Thọ xử phạt vì đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến dịch COVID-19. Công an huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên vừa ra quyết định xử phạt một đối tượng 12,5 triệu đồng vì có hành vi đăng tải thông tin sai sự thật gây hoang mang dư luận về tình hình dịch bệnh trên mạng xã hội Facebook. Trước đó, vào khoảng 21 giờ 29 phút ngày 31 tháng 1 năm 2020, tài khoản Facebook có tên Nguyễn Thị Diệu, đàn bà quyền lực, đăng tải bài viết có nội dung không được ra khỏi nhà từ 4 giờ đến 7 giờ 30 phút sáng mai vì các chính phủ trên khắp cả nước đổ nước thuốc khử trùng theo máy bay, xin chuyển qua thông báo cho nhau biết. Và đã thu hút nhiều lượt like, bình luận và chia sẻ. Đây là thông tin hoàn toàn sai sự thật, gây hoang mang trong dư luận về tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh. Làm việc với công an, Diệu khai nhận bản thân hiện đang kinh doanh online các sản phẩm mỹ phẩm nên đã lợi dụng việc mọi người đang quan tâm, lo lắng về dịch bệnh để đăng thông tin lên Facebook gây sự chú ý để nhiều người biết đến trang Facebook, qua đó giúp cho Diệu kinh doanh được thuận lợi hơn. Công an huyện Tiên Lữ đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với Diệu về hành vi cung cấp nội dung thông tin sai sự thật, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức và danh dự nhân phẩm của cá nhân với số tiền là 12 triệu 500 nghìn đồng. Công an tỉnh Bình Phước cũng đã ra quyết định xử phạt hành chính tổng số tiền 10 triệu đồng đối với hai công nhân đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội liên quan tới COVID-19. Đó là Trần Thị Quế Chi, 24 tuổi, ngụ tại xã Bình Long, tỉnh Bình Phước và Bùi Chiến Thắng, 32 tuổi, ngụ tại huyện Chơn Thành, Bình Phước, công nhân tại khu công nghiệp Minh Hưng 3, huyện Chơn Thành. Trước đó, vào ngày 5 tháng 2, phòng PA03, công an tỉnh Bình Phước phát hiện Chi sử dụng tài khoản Chi Trần, đăng tải lên Facebook cá nhân hình ảnh, báo cáo điều tra trường hợp bệnh có yếu tố dịch tễ, tiếp xúc với người Trung Quốc tại huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước, kèm theo dòng trạng thái thông báo dịch corona đã về tới Bình Phước. Và tài khoản Mặt Trời Đen của Bùi Chiến Thắng cũng đăng tin về việc bệnh virus corona đã về tới Bình Phước. Sau khi đăng tải, bài viết đã có hơn 1.600 lượt chia sẻ và 525 lượt bình luận gây hoang mang trong dư luận. Sau khi làm việc, cả hai thừa nhận hành vi đăng tải thông tin sai sự thật của mình trên trang Facebook cá nhân. Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ đối tượng Lê Thị Liên, sinh năm 1992, thường trú tại xã Thọ Tân, huyện Triệu Sơn, vì có hành vi lừa bán khẩu trang trên mạng xã hội Facebook để chiếm đoạt gần 600 triệu đồng. Theo điều tra ban đầu, Lê Thị Liên lập tài khoản Facebook mang tên Vi Lê, có địa chỉ ở thành phố Đà Nẵng và thông tin có thể bán khẩu trang số lượng lớn. Sau khi đăng tin, từ ngày 8 đến ngày 11 tháng 2, một người mua đã chuyển tiền vào các tài khoản của Lê Thị Liên với tổng số tiền là 566 triệu 600 ngàn đồng để mua 600 thùng khẩu trang y tế. Tuy nhiên, chờ mãi không thấy hàng gửi về, người này biết mình đã bị lừa và đến công an trình báo. Cũng với thủ đoạn trên, Liên khai nhận đã lừa đảo chiếm đoạt 38,8 triệu đồng của hai người dân ở thành phố Đà Nẵng và tỉnh Cao Bằng. Vụ việc đang được lực lượng công an Thanh Hóa tiếp tục điều tra làm rõ. Quý vị và các bạn thân mến, tới đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình Nhìn từ Phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.